Giữa dịch Covid, ba cô sắp này may mắn trúng lớn, dùng dịch tiền tiêu, giàu có, đổi đời. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian này cả xã hội đang quan tâm đến sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19. Sau những ngày nghỉ lễ thì tình hình dịch bệnh đang đứng trước nguy cơ ngày càng phức tạp với số ca nhiễm vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Đây là một trong những bức tranh toàn cảnh rất buồn đối với tất cả chúng ta khi mà tất cả các dịch vụ hàng quán tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch. Và điều này thì đồng nghĩa với việc cơ hội tìm kiếm việc bị đình trệ và kiếm tiền trở nên khó khăn. Trong khi đó, các nhu cầu của cuộc sống thì không dừng lại, chưa kể tới nguy cơ mắc bệnh dịch luôn rình rập. Hơn thế nữa, ngoài kia có bao nhiêu đau đớn như Ấn Độ, ca số mắc Covid-19 tăng mức kỷ lục, số ca tử vong tăng nhanh đến mức các lò hỏa thiêu không còn đủ chỗ, bãi hỏa táng đỏ lửa ngày cũng như đêm. Giữa bối cảnh dịch bệnh toàn thế giới như vậy thì bất kể ai trong số chúng ta cũng đang chịu những hệ lụy vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, cuộc sống là những điều không thể ngờ. Sợ những đợt sóng thần của dịch bệnh thì dựa vào sự dịch chuyển của các chòm sao, các bậc thần tử vi đã khẳng định rằng trong thời gian tới đây có duy nhất ba con giáp được thần tài. Đoái thương, trời vật soi tỏ tấm lòng, gặp thời mà chuyển vận, liên tục may mắn. Tiền vào ào ào như thác đổ, cơ hội đổi đời ập đến trả sạch nợ nần. Vậy đó là cơ may của những người nào trong thời gian này và liệu rằng mình có nằm trong những con giáp may mắn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tìm hiểu chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong cát này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tuất. Chúc mừng tuổi Tuất là con giáp xung mình chuyển vận giữa dịch bệnh đổi đời, giàu sang sung sướng. Tình hình tài chính của những người tuổi Tuất có những bước chuyển biến tích cực khi bước vào thời gian tới đây giữa cơn bão dịch bệnh đang tăng từng ngày. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại khiến cho bản thân phải đau đầu và rơi vào trạng thái uể oải và buồn bã. May mắn trong thời điểm này có thần cát nâng đỡ nên những ai đang quấy đến. May mắn trong thời điểm này có thần tài nâng đỡ nên những ai đang làm việc liên quan đến đầu tư đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình, đặc biệt là những người làm kinh doanh nhanh nhạy với thời cuộc mà kiếm được tiền bất chấp hoàn cảnh khó khăn, cụ thể các phương diện sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi 2021, công việc của mệnh chủ tuổi Tuất thời điểm sắp tới có nhiều xáo trộn, nhưng bên cạnh những thách thức cũng là cơ hội cho những cá nhân mạnh mẽ vươn lên. Nhìn đi nhìn lại, bản thân còn may mắn hơn rất nhiều trong hoàn cảnh tương tự. Bản mệnh hãy biến kế hoạch tầm nhìn của mình thành thực tế hoàn toàn là một điều không khó trong lúc này. Một khi bản mệnh là một người luôn nỗ lực trong công việc, vậy thì thành quả đạt được chắc chắn tương xứng với những gì bỏ ra. Tương lai luôn là một ẩn số, tuy nhiên không phải vì thế mà bản mệnh buông bỏ. Mặc cho chuyện gì đến thì sẽ đến. Nếu bản mệnh biết chủ động nắm bắt, sẽ đốt cháy giai đoạn, tiết kiệm thời gian cho mình, đỡ lãng phí công sức hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, trong thời gian này, với những mệnh chủ đang làm lĩnh vực ẩm thực và đá quý, nếu các mệnh chủ đủ nhanh nhạy trong việc tập trung kinh doanh online, sẽ tiết kiệm được kha khá chi phí và kiếm được một khoản lợi nhuận đáng kể mà chính bản thân mệnh chủ cũng không thể ngờ tới. Về phương diện tài lộc, trong khi người khác đang gặp trở ngại, cố gắng xoay sở và cũng không biết làm thế nào thì mệnh chủ tuổi Tuất đủ may mắn để tìm ra ánh sáng khi có sự che chở của thần tài. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi nhận ra vấn đề thì bản mệnh phải đủ tập trung
quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng thì kết quả tiền bạc cũng đáng mơ ước. Ngoài ra trong thời điểm này, cùng với sự hỗ trợ trong công việc, đầu tư của bản mệnh so với hoàn cảnh hiện tại, ai cũng khó khăn trong việc đầu tư, nhưng lại là cơ hội nếu bản mệnh đủ kiến thức và nhanh nhạy khi cần thiết, thì có thể mệnh chủ tuổi Tuất sẽ tìm ra mối tương tư như ý. Hiện tại chưa cần hành động ngay, nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ giúp mệnh chủ được cả vốn lẫn lời. Thực ra, không ai đoán trước được tương lai sẽ... Thực tế là không ai đoán trước được tương lai, nên việc tham gia đầu tư thì việc đảm bảo số vốn của mình vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, trong thời gian này, mệnh chủ bản mệnh là người may mắn hơn người khác, thì bản mệnh cũng đừng chủ quan, chớ vội tin theo những lời ngon ngọt, đặc biệt trong thời điểm này. Số tiền tiết kiệm của mệnh chủ tuổi Tuất cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp bản mệnh và gia đình đủ đảm bảo cuộc sống cho dù khó khăn đến mức nào. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tuất hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam hợp, quý nhân, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó xua đuổi vận hạn và hung tinh trong thời gian này, đồng thời hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Vòng có giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ hai, tuổi Tý. Tuổi Tý là con giáp thứ hai đời vận giàu sang, vận trình rực sáng giữa tối tăm của dịch bệnh. Bước vào thời gian sắp tới, sẽ có sự tăng tiến trong vận trình của mệnh chủ, tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động so với thời gian trước đó. Về phương diện, công danh, sự nghiệp, tuy bản mệnh đôi khi vẫn mắc những sai sót, nhưng nhờ có sự hiện diện của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Theo tử vi năm 2021 còn cho thấy, bước vào thời điểm tới đây, ảnh hưởng của đại hao tổn quá nhiều nên phải chi nhiều khoản tiền, thậm chí mua đồ xa xỉ hoặc đồ hiệu dự trữ nên khá tốn kém. Có thể là sinh viên chỉ ra, có thể là tiền chi ra để kinh doanh nhưng chưa được thu về ngay lập tức. Về phương diện sự nghiệp, vận trình của tôi Tý rất thuận lợi cho có sự nâng đỡ của quý nhân. Lúc này hãy thực hiện những dự định mà mình đang ấp ủ, đừng ngại ngùng hay trì hoãn cách đánh đi mất cơ hội của mình. Mệnh chủ phải chấp nhận rằng sẽ có những khó khăn ban đầu và việc bản mệnh để xảy ra sai sót là điều dễ hiểu. Thế nhưng bản mệnh có thể được chỉ dẫn, tuy nhiên mệnh chủ hãy biết lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp. Thái độ sẽ đóng một phần quan trọng hơn cả năng lực của bản mệnh vào thời điểm này. Vì thế trong bất cứ việc gì cũng không phải khiêm tốn. Mình hiểu biết, nghe và hãy rút kinh nghiệm từ những người, từ những gì mình đã làm, vì đó là những gì mệnh chủ nhận về do thời gian va chạm với cuộc sống bên kia có gì xấu hổ. Mình có sai sót cả những điều quan trọng đó, mệnh chủ học được gì sau những việc đó. Về phương diện tài lộc, vận trình của mệnh chủ, tuổi Tý, thời gian này khởi sắc rất nhiều, đều nhờ vào việc bản mệnh thực hiện chỉnh chu theo đúng kế hoạch hơn. Tuy nhiên, mệnh chủ nên duy trì ở thái độ tốt, chớ nên chủ quan mà lơ là chi tiết. Những mệnh chủ đang làm kinh doanh, đầu tư, nếu biết tận dụng kẽ hở sẽ gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiểu hao không nhỏ khiến cho bản mệnh tiêu tốn kha khá cho những chi phí cơ bản. Bên cạnh đó, bản mệnh có biết mình thuộc về những con giáp sẽ bị tác động xấu hổ của môi trường xung quanh. Nếu bản mệnh đang muốn đầu tư thì thời điểm này vô cùng thích hợp để bản mệnh cân nhắc những khoản có lãi với những thông tin rõ ràng, minh bạch. Một số mệnh chủ còn có thể tiết kiệm một số khoản tiền kha khá để dành dụm cho 911. Một số mệnh còn có thể tiết kiệm một khoản kha khá trong thời điểm này dành dụm cho những việc quan trọng về sau. Tuy nhiên, bản mệnh nên có quy định từ bây giờ không nên sử dụng hoàn cảnh, tránh trường hợp bộc phát trong mua sắm không mang lại cảm thấy hối hận vì hành động này. Đặc biệt, để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời gian này, thì mệnh chủ tuổi Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề công việc,
cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt, ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho bản mệnh trong năm 2021. Thứ ba, tuổi Mão. Tuổi Mão là con giáp cuối cùng thần may mắn chỉ định đội sổ trong bối cảnh dịch bệnh tăng mạnh. Xem tử vi tuổi Mão cho thấy bước sang thời gian tới đây, mọi việc dần trở nên nhẹ nhàng hơn với mệnh chủ tuổi Mão vào lúc này. Về phương diện sự nghiệp, thời gian tới đây mệnh chủ tuổi Mão đón nhiều dấu ấn, dấu hiệu chuyển biến tích cực về phương diện công việc, sự nghiệp. Mọi việc đều đang dần nhẹ nhàng hơn hẳn so với các mệnh chủ đơn thuần hơn ăn chay. Nhìn chung bản mệnh có thể yên tâm về thời gian này bởi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển theo nhịp nhàng, đúng như tính toán và mong muốn. Đó là nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Thời điểm này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự, hay cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm hẳn sẽ có, giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, mặc dù đôi lúc vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn cũng như áp lực, đó là điều khó tránh. Do vận may trong lúc này sẽ giúp bản mệnh gặp hung hóa cát, xử lý đâu vào đó, khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Hãy cứ làm việc nỗ lực và gặt hái thành quả, làm nhiều việc thiện, càng tích đức càng dày. Thời gian tới sẽ có sự xuất hiện của dịch mã động tinh, dự báo khoảng thời gian này bản mệnh có thể hay phải đi xa nhà, phần lớn là do yêu cầu của công việc. Tuy nhiên, những chuyến đi này có thể giúp ích khá nhiều cho sự nghiệp của tuổi Mão. Đặc biệt, có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc sau mỗi chuyến đi. Thời điểm này, nếu được cử đi học tập bồi dưỡng, nghiệp vụ thì nên nghiêm chỉnh chấp hành tương lai sẽ có lợi. Ngoài ra, ở đời đất khách quê người, bản mệnh cần phải hành sự thận trọng, làm gì cũng cần phải bình tĩnh, tiến hành tốt các bước sục tốc bất đạt, nóng vội sẽ gây hỏng việc. Dù làm việc gì đi chăng nữa vẫn phải giữ tâm thanh tịnh, không tính toán thiệt hơn hay lo toan tính. Kẻ tạo áp lực và rước thêm phiền phức cho bản thân, dù vấp phải gió nào cũng chớ nên mất thời gian sầu lo mà cần phải nghĩ theo hướng tích cực. Thời gian để buồn bã thì bản mệnh hãy nhanh chóng tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn. Trong thời gian này đại dịch, những tuổi mệnh chủ tuổi Mão trong nghiệp học tập cũng đạt được kết quả tốt, thi cử đạt thành tích khả quan. Đó là bởi bản mệnh đã chịu đầu tư khá nhiều vào thời gian và công sức, lắng nghe lời khuyên của thầy Gia Cát và cha mẹ nên thành quả hoàn toàn xứng đáng. Hãy duy trì và phát huy điều đó, không chỉ có lợi cho tương lai sau này của bản mệnh mà còn khiến yên tâm cha mẹ yên tâm. Về phương diện tài lộc, tài khí, thời điểm này bản mệnh tuổi Mão đang được cải thiện đáng kể. Dù là đang làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, đều đạt được những thành quả xứng đáng. Nguyên lệnh lâm trường sinh lại thêm thực thần nâng đỡ, nên bản mệnh có không ít cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nhất là đối với những ai đã có khoản đầu tư kinh doanh trước đây thì bắt đầu thu lợi nhuận, thậm chí cần sửa những hạng mục và tưởng chừng không có hy vọng thì nay đã có thể hồi sinh. Mệnh chủ tuổi Mão có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời hoặc mở rộng quy mô, tăng thêm thu nhập. Bên cạnh đó, những mệnh chủ đang làm công ăn lương trong thời gian này sẽ có một công việc trôi chảy, nhàn hạ mà kết quả thu về cũng vô cùng khả quan, thu thập thông tin, bình ổn. Để tạo ra những bước đột phá mới của bản mệnh, không thể cứ bình tĩnh như thế. Hãy dành thời gian học hỏi, tích lũy kiến thức, đào sâu chuyên môn và chờ đợi thời cơ để bứt phá. Không như vậy, sẽ có một vài mệnh chủ phải chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh, có thể sẽ phải làm ăn, nhưng nhìn chung mọi việc đều được giải quyết một cách thỏa công nợ, dù thu về đầy đủ. Tuy nhiên, để gặt hái được thành quả tốt, bản mệnh phải tốn nhiều công sức làm việc tất bật suốt ngày, thậm chí chuyện ăn không ngon, ngủ không yên, độ dậy tới tình trạng thiếu ngủ, cơ thể uể oải nên chú sắp xếp công việc hợp lý. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí căng lành, thúc đẩy công việc hành thông, sự nghiệp tiến triển tốt, mệnh chủ tuổi Mão cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, mang may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình, sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ tương trợ bản mệnh, phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.